Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách giáo khoa của môn Toán 5. Mời các em mở sách giáo khoa của môn Toán 5, trang 61, bài luyện tập. Đầu tiên, mời các em làm bài tập số 1. Câu A: tính rồi so sánh giá trị của mở ngoặc A nhân B đóng ngoặc nhân với C và A nhân mở ngoặc B nhân với C đóng ngoặc. Thì mục đích của bài tập số 1 câu A: giúp các em tính và rút ra nhận xét xem phép nhân các số thập phân có tính chất kết hợp hay không. Đầu tiên, chúng ta có một bảng gồm các cột. Cột thứ nhất là các giá trị của số A, cột thứ hai là các giá trị của số B, cột thứ ba là các giá trị của số C và cột thứ tư là các em tính mở ngoặc A nhân B đóng ngoặc nhân với C và cột thứ năm các em tính A nhân mở ngoặc B nhân với C đóng ngoặc. Đầu tiên, A bằng 2,5, B bằng 3,1 và C bằng 0,6. Như vậy, các em sẽ có mở ngoặc A nhân B đóng ngoặc nhân với C, tức là mở ngoặc A là 2,5 nhân với B bằng 3,1 đóng ngoặc nhân với C, C là 0,6. Ở đây, biểu thức có phép nhân và dấu ngoặc. Như vậy, đầu tiên các em thực hiện phép nhân ở bên trong dấu ngoặc trước, tức là các em lấy 2,5 nhân với 3,1. 1 x 5 bằng 5 viết 5, 1 x 2 bằng 2 viết 2, 3 x 5 bằng 15 viết 5 nhớ 1, 3 x 2 bằng 6 thêm 1 là 7 viết 7, 5 hạ xuống, 2 cộng 5 bằng 7 viết 7, 7 hạ xuống. Ở đây 2,5 ở phần thập phân có một chữ số, 3,1 ở phần thập phân có một chữ số. Như vậy cả hai thừa số ở phần thập phân có tất cả là hai chữ số. Do đó, các em dùng dấu phẩy để tách và tích ra hai chữ số, tính từ bên phải sang bên trái. Như vậy là 2,5 nhân 3,1 bằng 7,75. Sau đó các em mới lấy 7,75 nhân với 0,6. 6 x 5 bằng 30 viết 0 nhớ 3. 6 x 7 bằng 42 thêm 3 là 45 viết 5 nhớ 4. 6 x 7 bằng 42 thêm 4 là 46 viết 46. 7,75 ở phần thập phân có hai chữ số, 0,6 ở phần thập phân có một chữ số. Cả hai thừa số này ở phần thập phân có tất cả là ba chữ số. Như vậy các em dùng dấu phẩy tách ở tích ra ba chữ số, tính từ bên phải sang bên trái. Như vậy kết quả cuối cùng bằng 4,650. 4,650 các em viết gọn lại bằng 4,65. Các em bớt đi một chữ số 0 cuối cùng của phần thập phân đi thì giá trị của số thập phân không thay đổi. Các em có 4,65 là kết quả cuối cùng. Tiếp theo là A nhân mở ngoặc B nhân C đóng ngoặc, tức là 2,5 nhân mở ngoặc 3,1 nhân với 0,6 đóng ngoặc bằng bao nhiêu. Đầu tiên các em thực hiện phép nhân ở bên trong dấu ngoặc trước, tức là lấy 3,1 nhân với 0,6. Phép nhân giữa hai số thập phân. 6 nhân 1 bằng 6, 6 nhân 3 bằng 18. 3,1 ở phần thập phân có một chữ số, 0,6 ở phần thập phân có một chữ số, cả hai thừa số ở phần thập phân có tất cả là hai chữ số. Như vậy các em dùng dấu phẩy tách và tích ra hai chữ số, tính từ bên phải sang bên trái. Và kết quả cuối cùng bằng 1,86. Sau đó các em lấy 1,86 nhân với 2,5. 5 x 6 bằng 30 viết 0 nhớ 3. 5 x 8 bằng 40 thêm 3 là 43 viết 3 nhớ 4. 5 x 1 bằng 5 thêm 4 là 9 viết 9. 2 x 6 bằng 12 viết 2 nhớ 1. 2 x 8 bằng 16 thêm 1 là 17 viết 7 nhớ 1. 2 x 1 bằng 2 thêm 1 là 3 viết 3. 0 hạ xuống. 3 cộng 2 bằng 5. 9 cộng 7 bằng 16 viết 6 nhớ 1. 3 thêm 1 là 4 viết 4. 1,86 ở phần thập phân có 2 chữ số. 2,5 ở phần thập phân có 1 chữ số. Cả hai thừa số này ở phần thập phân có tất cả là ba chữ số. Như vậy các em dùng dấu phẩy tách và tích ra ba chữ số, tính từ bên phải sang bên trái. Do đó, kết quả cuối cùng ở đây bằng 4,650 và các em viết gọn lại bằng 4,65. Các em bớt chữ số 0 cuối cùng ở phần thập phân đi thì giá trị của số thập phân đó không thay đổi. Như vậy qua đây các em nhận xét là mở ngoặc A nhân B đóng ngoặc nhân với C bằng A nhân mở ngoặc B nhân C đóng ngoặc. Tức là phép nhân giữa các số thập phân có tính chất kết hợp.
Để khẳng định lại điều này, thì các em xét ví dụ tiếp. A bằng 1,6, B bằng 4 và C bằng 2,5. Như vậy các em có mở ngoặc A nhân B, 1,6 nhân 4 đóng ngoặc, nhân với C tức là nhân với 2,5. Đầu tiên các em lấy 1,6 nhân 4, thực hiện phép tính ở bên trong dấu ngoặc trước. 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 4 nhân 1 bằng 4 thêm 2 là 6. 1,6 ở phần thập phân có một chữ số, như vậy các em dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số, tính từ bên phải sang bên trái. Sau đó các em lấy 6,4 nhân với 2,5. 6,4 nhân tiếp với 2,5. 5 nhân 4 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 5 nhân 6 bằng 30, thêm 2 là 32, viết 32. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8. 2 nhân 6 bằng 12, viết 12. 0 hạ xuống. 2 cộng 8 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 là 6, viết 6, 1 hạ xuống. Ở đây các em nhận thấy 6,4 và 2,5 ở phần thập phân có tất cả là 2 chữ số. Như vậy các em dùng dấu phẩy tách và tích ra 2 chữ số, tính từ bên phải sang bên trái. Như vậy kết quả cuối cùng bằng 16. 16,00, các em viết gọn lại bằng 16. Tiếp theo là A nhân mở ngoặc B nhân C đóng ngoặc, tức là 1,6 nhân mở ngoặc 4 nhân 2,5 đóng ngoặc. Đầu tiên em lấy 4 nhân 2,5 trước. 4 nhân 25 bằng 100. Như vậy 4 nhân 2,5, em dùng dấu phẩy để tách một chữ số của số 100 ra, tính từ bên phải sang bên trái. Dùng dấu phẩy tách một chữ số, tính từ bên phải sang bên trái. Như vậy 4 nhân 2,5 bằng 10,0. 10,0 tức là 10. Như vậy 4 nhân 2,5 bằng 10. Sau đó các em lấy 1,6 nhân 10. 1,6 nhân 10, các em dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải một chữ số và các em được kết quả bằng 16. Kết quả cuối cùng bằng 16. Như vậy một lần nữa các em khẳng định là mở ngoặc A nhân B đóng ngoặc nhân C bằng A nhân mở ngoặc B nhân C đóng ngoặc, tức là phép nhân giữa các số thập phân có tính chất kết hợp. Tiếp theo các em xét tiếp ví dụ nữa. A bằng 4,8, B bằng 2,5 và C bằng 1,3. Như vậy các em có mở ngoặc A nhân B, tức là 4,8 nhân 2,5 đóng ngoặc, nhân với C, nhân với 1,3. Các em thực hiện phép nhân 4,8 nhân với 2,5 trước. 5 nhân 8 bằng 40, viết 0 nhớ 4. 5 nhân 4 bằng 20, thêm 4 là 24, viết 24. 2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 2 nhân 4 bằng 8, thêm 1 là 9, viết 9. 0 các em hạ xuống. 4 cộng 6 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 cộng 9 bằng 11, thêm 1 là 12, viết 12. 4,8 và 2,5 ở phần thập phân có tất cả là 2 chữ số. Như vậy các em dùng dấu phẩy tách ở tích ra 2 chữ số, tính từ phải sang trái. Như vậy kết quả bằng 12. Sau đó các em lấy 1,3 nhân với 12 hoặc là 12 nhân với 1,3 cũng được. 2 nhân 3 bằng 6, 2 nhân 1 bằng 2, 1 nhân 3 bằng 3 và 1 nhân 1 bằng 1. 6 hạ xuống, 2 cộng 3 bằng 5, 1 hạ xuống. 1,3 ở phần thập phân có một chữ số, các em dùng dấu phẩy tách và tích ra một chữ số, nhưng nhớ là tính từ bên phải sang bên trái. 1,3 nhân 12 bằng 15,6. Kết quả cuối cùng ở đây bằng 15,6. Tiếp theo là các em có A nhân 4,8 nhân mở ngoặc B nhân C 2,5 nhân 1,3 đóng ngoặc. Đầu tiên các em thực hiện phép nhân ở bên trong dấu ngoặc trước. 2,5 nhân với 1,3 bằng bao nhiêu? 3 nhân 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 là 7, viết 7. 1 x 5 bằng 5, viết 5 và 1 x 2 bằng 2, viết 2. 5 các em hạ xuống. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 thêm 1 là 3. Cả hai thừa số này ở phần thập phân có tất cả là 2 chữ số. Các em dùng dấu phẩy tách và tích ra 2 chữ số, tính từ bên phải sang bên trái. Sau đó các em lấy 3,25 nhân với 4,8. 8 x 5 bằng 40, viết 0 nhớ 4. 8 x 2 bằng 16, thêm 4 là 20.
viết 0 nhớ 2. 8 x 3 bằng 24, thêm 2 là 26, viết 26. Tiếp theo là 4 x 5 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 4 x 2 bằng 8, thêm 2 là 10, viết 0 nhớ 1. 4 x 3 bằng 12, thêm 1 là 13, viết 13. 0 hạ xuống, 0 cộng 0 bằng 0, 6 cộng 0 bằng 6, 2 cộng 3 bằng 5, 1 hạ xuống. 3,25 và 4,8 ở phần tập phân có tất cả là 3 chữ số. Các em dùng số phải tách cả tích ra 3 chữ số, tính từ bên phải sang bên trái. Như vậy kết quả cuối cùng bằng 15,6. 15,6. Một lần nữa các em khẳng định là phép nhân giữa các số tập phân có tính chất kết hợp. Như vậy là qua bài tập số 1 câu A, các em rút ra nhận xét là phép nhân các số tập phân có tính chất kết hợp. Có nghĩa là khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của hai số còn lại. Khi nhân một tích hai số A nhân B với số thứ ba là nhân với C, ta có thể nhân số thứ nhất, tức là lấy A, nhân với tích của hai số còn lại, nhân với mở ngoặc B nhân C đóng ngoặc. Bây giờ mời các em sang câu B, tính bằng cách thuận tiện nhất. 9,65 nhân với 0,4 nhân với 2,5 bằng bao nhiêu? Tức là các em có thể lấy 9,65 nhân với 0,4 được kết quả bao nhiêu, các em nhân với 2,5 cũng được. Nhưng ở đây các em cần phải tìm ra cách tính nào thuận tiện nhất. Thuận tiện tức là dễ dàng trong cách tính và khi thực hiện phép tính thì nó nhanh nhất, nhanh hơn các cách còn lại. Ở đây các em nhận thấy là 4 mà nhân với 25 thì bằng 100. Như vậy các em sẽ kết hợp 0,4 và 2,5 vào một nhóm, tức là các em thực hiện phép nhân 0,4 nhân với 2,5 trước. Thì cách làm như sau: 4 nhân 25 bằng 100, như vậy 0,4 nhân với 2,5. Thì các em lấy 4 nhân 25 bằng 100 trước. 0,4 ở phần tập phân có một chữ số, 2,5 ở phần tập phân có một chữ số. Cả hai thừa số này ở phần tập phân có tất cả là hai chữ số. Các em dùng dấu phẩy tách tích ra hai chữ số, tính từ bên phải sang bên trái. Như vậy 0,4 nhân 2,5 bằng 1,00, tức là 1. Sau đó các em lấy 9,65 nhân với 1 bằng 9,65. Phép tính thứ hai là 0,25 nhân 40 nhân với 9,84. Ở đây các em nhận thấy là 25 nhân với 4 bằng 100. Như vậy các em sẽ kết hợp 0,25 nhân với 40 vào một nhóm, được kết quả bao nhiêu các em mới nhân với 9,84. Thì cách làm như sau: 0,25 nhân với 40, các em lấy 25 nhân với 4 bằng 100. 25 nhân 4 bằng 100. 25 nhân 40 bằng 1000. 0,25 ở phần tập phân có hai chữ số, các em dùng dấu phẩy tích ra hai chữ số, tính từ bên phải sang bên trái. Như vậy 0,25 mà nhân với 40 bằng 10,00, tức là bằng 10. Sau đó các em lấy 10 nhân với 9,84. Thì các em chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy của số 9,84 sang bên phải một chữ số và các em được kết quả bằng 98,4. Rất đơn giản đúng không? Tiếp theo là 7,38 nhân với 1,25 nhân với 80 bằng bao nhiêu? Khi thực hiện các phép tính dạng như thế này thì các em cần phải nắm bắt được là 2 nhân với 50 thì bằng 100. 4 nhân 25 thì bằng 100. 125 nhân với 8 thì bằng 1000. Đấy là những kiến thức cơ bản mà các em cần phải nhớ thì các em mới áp dụng được vào dạng toán như thế này. 125 nhân với 8 bằng 1000. Như vậy các em sẽ kết hợp là 1,25 nhân với 80 vào một nhóm. Cách làm như sau: các em lấy 1,25 nhân với 80 trước. 125 nhân với 8 bằng 1000. 125 nhân với 80 bằng 10.000. Số 1,25 ở phần tập phân có hai chữ số, các em dùng dấu phẩy tách số 10.000 ra hai chữ số, nhưng nhớ là tính từ bên phải sang bên trái. Như vậy kết quả bằng 100,00 và các em viết gọn lại bằng 100. Sau đó các em lấy 7,38 nhân với 100. Khi nhân với 100 thì các em chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy của số tập phân sang bên phải hai chữ số và các em được kết quả bằng 738. Tiếp theo là 34,3 nhân với 5 nhân với 0,4 bằng bao nhiêu?
Em biết là 4 nhân 5 bằng 20. Như vậy để thuận tiện thì em sẽ kết hợp 5 và 0,4 vào một nhóm. Cách làm như sau, 5 nhân với 0,4 em tính trước. 5 nhân 4 bằng 20. Như vậy ở đây 0,4 ở phần thập phân có một chữ số, do đó em dùng dấu phẩy tách số 20 là một chữ số, tính từ bên phải sang bên trái. 5 nhân với 0,4 bằng 2,0, tức là bằng 2. Sau đó em lấy 34,3 nhân với 2. 2 nhân 3 bằng 6, 2 nhân 4 bằng 8, 2 nhân 3 bằng 6, như vậy kết quả bằng 68,6. Bây giờ mời các em sang bài tập số 2, tính A nhỏ mở ngoặc 28,7 cộng với 34,5 đóng ngoặc nhân với 2,4. Khi tính giá trị của biểu thức mà biểu thức đó có dấu ngoặc thì các em thực hiện phép tính ở bên trong dấu ngoặc trước. Tức là các em lấy 28,7 cộng với 34,5 trước. Sau đó được kết quả bao nhiêu các em mới nhân với 2,4. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 8 cộng 4 bằng 12, thêm 1 là 13, viết 3 nhớ 1. 2 cộng 3 bằng 5, thêm 1 là 6. Ở đây em viết dấu phẩy của tổng thẳng cột với dấu phẩy của hai số hạng. Như vậy kết quả bằng 63,2. Sau đó em lấy 63,2 nhân với 2,4. 4 nhân 2 bằng 8. 4 nhân 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 4 nhân 6 bằng 24, thêm 1 là 25. 2 nhân 2 bằng 4. 2 nhân 3 bằng 6. 2 nhân 6 bằng 12. 8 hạ xuống, 2 cộng 4 bằng 6. 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4, thêm 1 là 5, viết 5. 1 hạ xuống. Cả hai thừa số ở phần tập phân có tất cả là hai chữ số. Em dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số, tính từ bên phải sang bên trái. Như vậy kết quả cuối cùng ở đây bằng 151,68. Tiếp theo là B. Em sang câu B. 28,7 cộng với 34,5 nhân với 2,4. Biểu thức này không có dấu ngoặc nhưng có phép nhân và phép cộng. Như vậy em thực hiện phép ưu tiên, phép tính ưu tiên là phép nhân trước, sau đó thực hiện phép cộng sau. Tức là em lấy 34,5 nhân với 2,4 trước. 4 nhân 5 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 4 nhân 4 bằng 16, thêm 2 là 18, viết 8 nhớ 1. 4 nhân 3 bằng 12, thêm 1 là 13, viết 13. 2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhân 4 bằng 8, thêm 1 là 9. 2 nhân 3 bằng 6. 0 hạ xuống, 8 cộng 0 bằng 8. 3 cộng 9 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 1 cộng 6 bằng 7, thêm 1 là 8. Bây giờ các em nhận thấy ở đây là cả hai thừa số này ở phần thập phân có tất cả là hai chữ số, dùng dấu phẩy tách và tích ra hai chữ số, tính từ bên phải sang bên trái. Như vậy kết quả cuối cùng bằng 82,80, tức là bằng 82,8. Sau đó các em lấy 28,7 cộng với 82,8. 7 cộng 8 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 8 cộng 2 bằng 10, thêm 1 là 11, viết 1 nhớ 1. 2 cộng 8 bằng 10, thêm 1 là 11, viết 11. Dấu phẩy của tổng viết thẳng cột với dấu phẩy của hai số hạng. Như vậy kết quả cuối cùng bằng 111,5. Tiếp theo mời em sang bài tập số 3. Một người đi xe đạp mỗi giờ đi được 12,5 km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được là bao nhiêu km. Muốn giải được bài toán này, đầu tiên em cần phải tóm tắt được nội dung của bài toán. Một giờ thì đi được 12,5 km. Như vậy 2,5 giờ đi được bao nhiêu km? 2,5 giờ sẽ đi được quãng đường gấp 2,5 lần của 1 giờ, tức là các em lấy 12,5 nhân với 2,5, gấp lên 2,5 lần. Như vậy các em có lời giải chi tiết của bài toán như sau. Số km người đó đi được trong 2,5 giờ là, hoặc là quãng đường người đó đi được trong 2,5 giờ là, hoặc là trong 2,5 giờ người đó đi được quãng đường là. Em lấy 12,5 nhân với 2,5. Em lấy dây nháp ra đặt tính và thực hiện phép tính. 5 nhân 5 bằng 25, viết 5 nhớ 2. 5 nhân 2 bằng 10, thêm 2 là 12. Viết 2 nhớ 1. 5 nhân 1 bằng 5, thêm 1 là 6. 2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhân 2 bằng 4, thêm 1 là 5. 2 nhân 1 bằng 2. 5 hạ xuống. 2 cộng 0 bằng 2. 6 cộng 5 bằng 11, viết 1 nhớ 1.
2 thêm 1 là 3, viết 3. Cả hai thừa số ở phần thập phân có tất cả là hai chữ số. Các em dùng dấu phẩy tách và tích ra hai chữ số. Tính từ bên phải sang bên trái. Như vậy, kết quả bằng 31,25, đơn vị đo là km. Do đó các em có đáp số là 31,25 km. Thì như vậy bài tập số 3 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh và nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh Học Toán Online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.